Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh review chia sẻ về các sản phẩm về điện máy. Hôm nay em lại có dịp đi cùng anh vận chuyển để bàn giao cũng như là lắp đặt hai chiếc TV cho trường học các bác nhé. Hai chiếc TV trường học các bác bên em lắp đặt cho trường học đó là hai dòng TV của TCL có kích thước là 65 inch, model là 65P725. Hai con này thì đều treo tường các bác nhé. Ở trường học thì các bác sẽ để thấy nó sẽ có những cái bảng như thế này bảng kéo ra kéo vào và tivi để chính giữa không gian lớp học thì vẫn đang thiết kế thôi con này thì em treo xong rồi và một con uh, thứ hai thì đang đợi uh, thi công nốt ở bên phòng bên cạnh cũng đã bóc hộp ra bên ngoài rồi để ở đây rồi và đang đợi uh, phòng ngọc này đâu họ đang nắp nốt cái bảng thì em sẽ cho uh, tivi vào tivi thì uh, treo tường các bác nhá treo tường và bên trong này thì em đã treo bắn giá treo xong rồi giá treo ở trong trường học à, lớp học các bạn đây đây là lớp học này giá treo đã được bắn ở chính giữa cái lớp học rồi rất chi là chắc chắn mọi người nha chỉ chờ lắp xong bảng là bên em cho vào thôi hai con này thì cùng một kích thước 65 minh và đây là phụ kiện hai chân và hai điều khiển thì sẽ bàn giao cho nhà trường để nhà trường cất đi Đấy. sau khi lắp đặt xong thì bên em sẽ cài đặt máy cũng như là chạy thử máy cho À, nhà trường kiểm tra test máy chạy ok thì mấy em mới bàn giao. Đây là con à, đã được cài đặt con thứ nhất nên không gian phòng học thứ nhất mọi người nhé. Không gian phòng học thứ nhất con à, 65P725 đã chạy ok rồi vào youtube là bình thường rồi. Tiếp à, đây là cái bảng này Đấy. bảng và lớp này vẫn đang chưa có kê okay bàn ghế các bác nhé. Và thứ hai là con à, bên này đã bắt đầu chương trình cài đặt từ ban đầu dòng 65p725 thì được thiết kế rất chi đẹp, đẹp mọi người nhé với thiết kế tràn viền ba cạnh này Đấy, em quay cận cảnh cho mọi người và viền phía dưới được là viền khung nhôm màu bạc à, rất chi là chất lượng và đẹp tivi 4k các cháu xem học hành hay là xem video để học thì nó sẽ không bị hại mắt của mọi người nhé và những video mà các bác cháu xem thì nó không được lên đến 4k đâu Tuy nhiên dòng này 4k nó sẽ nâng cấp cho các bác à, à, những cái video lên gần chuẩn 4k để xem nó sẽ tránh hại đau mắt cho mọi người đây là con tivi thứ hai em đang cài đặt ở lớp thứ hai và cũng đang cài đặt những cái bước đầu tiên từ tivi khi mà mới đã lắp đặt xong hai con này thì chạy hệ điều hành Android mọi nha Android là Android 11 mới nhất của Sony sau khi cài đặt xong sẽ có các ứng dụng như YouTube này hay các trình duyệt xem phim này trong này thì các bác có thể trình chiếu video lên từ điện thoại hay là máy tính bảng hay là laptop để các cô giáo có thể trình chiếu lên TV cho các cháu học rất chỉ là tiện lợi hàng TCL thì hàng giá phân khúc tầm trung nên là rất được nhiều các trường học để lắp mọi người nhé à, các bác có nhu cầu mua sắm thì có thể liên hệ trực tiếp với siêu thị điện máy Ecomax có website ecomax.vn hoặc để là đến trực tiếp tại sàn tại km 13 không độ 3 thị trấn Đông Anh trong này sẽ được bảo hành điện tử 3 năm tại nhà mọi người nhé và đổi mới trong 30 ngày đầu nếu mà tivi gặp lỗi của nhà sản xuất với dòng này thì có đầy đủ tính năng tìm kiếm giọng nói cho các bác rồi các cô giáo sử dụng rất chỉ đơn giản và dễ dàng để cho các cháu học bài Vâng em xin kết thúc video ở đây hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo nhé sau khi bên em đã cài đặt xong hai chiếc tivi này rồi